Xin chào tất cả các anh em, hôm nay mình sẽ lên một cái dòng bơm bóp. Và đây là con Victor B1. Anh em thấy chúng ta sẽ có một cái dòng chữ màu vàng nó nằm ngay chỗ này. Và điều đáng nói ở đây là cái con này nó xuất xưởng giá là đến 50.000 yên, tức là khoảng tầm 10 triệu Việt Nam ở những cái thập niên 90. Và đây là một trong những con đài được anh em đánh giá là hay nhất về cái mặt ngoại hình á, rất là đơn giản thôi. Và kể cả cái phần loa luôn, là sử dụng cái loa đây, loa màng giấy, chất âm cho ra tiếng bass rất là sâu và rộng. Chúng ta sử dụng chơi được CD nè và chơi được hai học băng cassette đây. Nghe rất là hay nha. Bây giờ thì em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của nó cho anh em nghe. Xem thử chất âm của nó nè. Đặc biệt cái phần CD này là sử dụng cơ điện nhé. Anh em thấy không? Bấm lên thì nó sẽ đi lên như thế này. Rồi chúng ta sẽ nghe cái phần CD trước. Ở cái mặt phía trên thì chúng ta sẽ có chỉnh được bass, chép nè và phần volume luôn. Thiết kế đơn giản, gọn nhẹ. Bây giờ thì nghe thử cái chất âm của cái con này. Chúng ta sẽ chuyển qua cái phần CD. Anh em thấy tiếng bass đó không? Sẽ tăng bass lên nữa. Chuyển qua cái nút AB, học A học B như thế này để chúng ta chơi. Chiều nào ta bước chung đôi. Đây là phần nghe cái sáng. Tình yêu mình dần kín lối. 20 năm rồi em còn yêu tôi. Bên kia khung trời đang còn buông lơi. Bây giờ ngồi nghe lá rơi, mùa thu mưa mãi không thôi, giòn lẻ cho tình. Nó chơi được hai chiều nha. Đây. Đấy, ví dụ như chúng ta ấy thì chúng ta chơi lại cái chiều này. Mãi không thôi. Hả? Giòn. Và chơi được cả học A và học B này. Giờ chuyển sang học B đi. Đây. Bắn đi quay nè. Còn chế bên thì anh em sẽ bấm vào cái chữ bên này. Chúng ta sẽ dò tay thôi. Nó đè nhẹ như này và nó sẽ dò đà. Đến một cái đoạn thẳng thì nó sẽ dò hết. Tôi chương trình xây dựng nông thôn mới trước hết á là vì lợi ích của người dân, vì không ai khác.
Rồi, cứ để muốn chuyển đài thì phải toàn bộ giống như hồi xưa khi mà chúng ta không có dò bằng cơ thì chúng ta phải để dò bắt đầu những ngày kháng chiến ác liệt. Dò bằng kỹ thuật số. Tuổi thơ của Mừng và những đứa trẻ cùng độ tuổi khác đã trải qua những năm tháng dữ dội trong nhóm thiếu niên trinh sát về. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LV Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.